chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện hồi sinh ác quỷ nằm trong series câu chuyện về thầy tân của tác giả đỗ ngát mà chúng tôi hẳn giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh hẻm chuyện ma trong khung giờ buổi trưa bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn học của đình soạn Kể từ cái đêm mà vợ chồng anh Hải dẫn cô xuống về tới nay cũng đã hơn một tháng trời. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường và không một ai trong cái làng vọng này biết về sự tồn tại của thằng Xuân. Hàng ngày vợ chồng anh Hải vẫn thường xuyên mua thịt lợn sống về để cho con ăn. Tới hôm nay khi mà hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì đột nhiên rông gió nổi lên. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia chớp lớn rạch ngang bầu trời Chẳng bao lâu sau thì một cơn mưa như chút nước rơi xuống Đèn điện đột nhiên thất ngấm Anh Hải quay sang nói với vợ Chán thi chi lại Không dưng trời lệ mưa to gió lớn rồi bị cắt mất điện Chắc là cây cối đổ nghiêng đổ ngả Làm đất dây điện chỗ nào đây Chỉ khổ nhà nào mà chưa ăn cơm xong thì lại tối om Vâng chắc là thế mình ạ à. Anh Hải đưa tay vào tuyết quần lấy ra chiếc bật lửa mà anh vẫn hay mang theo để hút thuốc rồi thắp sáng ngọn đèn dầu để ở giữa bàn. Cả nhà nhỏ hiện lên dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. Bóng từ đâu tiếng ếch kêu vang, vợ chồng của anh Hải nhìn ra hiên nhà thì có một con ếch đang lù lù ở đó. Nó đang Phổng mang trận mắt lên kêu mấy tiếng ngột bộp. Anh Hải nhìn con ếch to thì mừng anh thì thầm với vợ mình cứ ngồi im để tôi tóm sống con ếch này Kiểu gì chưa mai vợ chồng mình có món ếch xào lát ngon hết sảy Chị Hiền nghe chồng nói như vậy thì ngồi im Chăm chú dõi theo từng hành động của chồng Anh Hải nhẹ nhàng đứng dậy chậm chậm tiến về con ếch Con ếch vẫn không hay biết gì vì mối nguy hiểm đang tiến đến gần mình Vẫn là ngồi im mà kêu ồm bộp ấy vậy nhưng khi mà anh Hải nhòi người xa Định tóm lấy nó thì một bóng đen lúc này cũng lao vụt qua mà bắt lấy con ếch trước tiên. Khi mà chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen vừa rồi lại chạy vụt vào phòng của thằng Xuân. Cánh cửa phòng lúc này vẫn còn đang mở toang. Vậy là chị Hiền cầm cây đèn dầu cùng anh Hải đi vào căn buồng đang nhốt con để xem sự thể thế nào. Chị Hiền đưa ngọn đèn dầu lên cao như là thể quan sát kỹ hơn cả hai vợ chồng anh chị tái mặt. Khi thấy trước mặt của mình là cu xuống đang cầm chặt con ếch trong tay từ từ đưa lên miệng. Con ếch trong tay thằng Sún đang cố gắng giấy ruộng hỏng thoát nhưng không được. Thằng Cú Sún siết chặt bàn tay lại để cho những móng tay dài nhọn của nó cắm vập ra thịt của con ếch. Một dòng máu đỏ tươi từ con ếch trào xa. Thằng Cú Sún nhìn thấy máu thì mắt của nó đỏ ngầu rồi nhanh chóng đưa con ếch lên miệng liếm láp sạch dòng máu tanh tươi ấy. Vợ chồng của anh Hải nhìn thấy không khỏi kinh hãi. Ngọn đèn dầu trên tay của chị Hiền suýt nữa vì thế mà rơi xuống đất. Ấy vậy nhưng mà mọi chuyện kinh hoàng còn chưa dừng lại ở đây. Thằng cô xuống nhà hàm răng sắc nhọn của mình cắm vào một nhát. Cái đầu của con nách bị cắt lìa. Máu lại bắn ra nhòe nhát khắp mặt nó. Thằng bé nhai đầu con nách sồn sột, sột như một sự thích thú. Ăn xong cái đầu con nách thằng cu xuống lại cắn một phát nữa một nửa người con ếch chui toàn vào trong miệng nó ruột gan con ếch rơi ra lòng thầm anh hải thích như vậy thì không khỏi xót xa anh liền chạy tới đỉnh đôi phần còn lại của con ếch ra khỏi bàn tay của thằng bé ấy vậy nhưng mà khi anh hải còn chưa kịp làm gì thì phải sợ hãi lùi lại khi thấy hai mắt của thằng bé vệ nên những tia máu đầy tức giận hai chiếc răng nành nhọn hoắt của nó nhe ra gầm gừ nhìn anh như sợ bị cướp mất miếng ăn anh Hải lùi sát bên vợ, chị Hiền cũng run lên cầm cập vì sợ. Thằng cô Sốn lại tiếp tục đưa nốt phần còn lại của con ếch lên miệng mà nhai ngấu nghiến. Chỉ trong nháy mắt con ếch khi nãy đã bị thằng cô Sốn ăn sạch. Nó còn đưa tay lên miệng mút những giọt máu còn vương lại trên đó. Trong ánh sáng mập mờ từ ngọn đèn dầu, vợ chồng của anh Hải vẫn nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của thằng Sốn. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa căn phòng con trai vào và chồng của anh Hải quay lại gian nhà chính. Cả hai ngồi vịt xuống ghế mà không nói với nhau câu nào. Tuy không có ai nói ra, thế nhưng mà họ cũng có chung một nỗi lo sợ. Họ sợ thằng bé sẽ tìm đến những sinh vật sống để ăn thịt. Và không sớm thì muộn, chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra đúng như lời của ông Bảy đã cảnh báo. Thằng bé sẽ tìm đến máu người cả hai vợ chồng ngồi im lặng như thể chẳng biết bao lâu cho tới khi cơn rầm gió đi qua và chiếc bóng đèn ở giữa nhà sáng trở lại vì quá thương con chị hiền đánh bạo đi vào phòng thằng cu xuống chị khét đầy cánh cửa ra mà tim của chị đập thình thịch trong lồng ngực những hình ảnh gây sợ khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong đầu của chị khi ánh mắt đã quen với ánh sáng yêu ớt trong phòng thì chị Hiền mới thở phào nhẹ nhõm khi thằng cu sốn đã lăn ra ngủ từ lúc nào chị nhẹ nhàng tiến lại ngồi xuống bên cạnh thằng bé chẳng còn chút biểu hiện hung dữ gì nó nằm ngủ một cách ngon lành nhưng những chiếc răng và móng tay của nó không mọc dài xa thế này nhìn nó chẳng có gì khác đứa trẻ bình thường chị hiền cứ như vậy lặng lẽ ngồi ngắm nhìn thằng bé ngủ dường như linh tính của một người mẹ cũng mách bảo chị rằng những giây phút chị được ở bên con cũng sẽ không còn nhiều nữa đến tận nửa đêm chị hiền mới lặng lẽ quay trở về phòng của mình chị không quên đắp chiếc chăn mỏng lên người trước khi mà rời đi sau buổi tối kinh hoàng hôm đó thì bằng bé vẫn không có biểu hiện gì khác thường đến bữa vợ chồng chị vẫn còn đem thịt lợn sống cho vào thằng bé vẫn ăn một cách ngon lành ấy vậy nhưng mà đó mới chỉ là một sự khởi đầu cho những biến cố kinh hoàng sắp xảy đến. Và một buổi sáng chị Hiền đi vào trong chuồng gà nhặt trứng thì chị tá hỏa lên khi phát hiện ra bị mất một con gà mái đẻ. Vốn dĩ nhà chị nuôi được một đàn gà gần chục con để đẻ trứng, thi thoảng nhà có dỗ hay khách khứa đến chơi thì đem ra thịt. Chị lật đật chạy lên nhà nói với chồng: "Mình ơi!" Chả hiểu sao mà nhà mình lại bị bắt mất một con gà mái đẻ Mà lại là con to đầu đàn chứ Anh Hải nghe vậy thì cũng suất của liền chạy xuống xem chuồng gà Anh kiểm tra lại hít các ngóc ngách Thì không thấy dấu vết gì của việc chuồng gà bị cậy phá Chứng tỏ là con gà không phải là bị lũ cáo trồn Rắn rít phá chuồng mà bắt đi Cũng càng không thể nào là trộm Nếu nó bắt thì nó phải bắt cả đàn thì nó bắt một con làm gì tìm kiếm mãi không ra anh chị đành phải tặc lưỡi cho rằng có khi do mình bất cẩn nên con gà bị chó nhà hàng xóm lèn sang bắt mất như vậy anh chị đi kiểm tra lại hàng rào một lượt rồi chặt thêm mấy cây tre để gia cố thêm những chỗ hàng rào mà anh chị cho là sơ hở nhất thế nhưng mà vài hôm thì nhà anh chị lại mất một con thậm chí là có hôm mất hẳn hai ba con tần suất mất gà ngày càng dày hơn thi thoảng dấu vết để lại cũng chỉ là mấy chiếc lông gà và những giọt máu vương vãi ở ngoài vườn cũng có những lúc mà anh chỉ thoáng nghĩ đến thằng cu sốn nhưng mà rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì có bao giờ thấy thằng bé bước chân ra khỏi cửa buồng nửa bước đâu chưa kể là từ sau khi ăn con ếch sống thì nó cũng chẳng có dấu hiệu gì khác thường thậm chí còn trở nên linh hoạt hơn nó có thể giao tiếp những câu đơn giản với anh chị. Điều đó khiến cho vợ chồng anh Hải càng thêm vui mừng mà nhanh chóng quên đi việc mất gà. Cuối cùng thì đàn gà nhà anh chỉ còn xuất lại đúng một con duy nhất. Dù xót ruột lắm nhưng vốn là một người hiền lành điềm đạm, anh chị cũng chẳng dám nghi ngờ cho ai hay là bù lu bù loa lên như những người khác. Anh chị định cố giữ lại con gà này một hai hôm nữa là đến ngày rằm sẽ làm thịt để cúng gia tiên. Thế nhưng mà chưa kịp cúng đã xảy ra một chuyện khiến cho anh chị biết được sự thật đằng sau câu chuyện mất gà của mình. Chuyện là tối hôm ấy anh sang nhà hàng xóm chơi. Nhà hàng xóm mới được ông thông gia trên tận Thái Nguyên biểu cân trẻ móc câu. Quý anh hài lắm gia chủ mới lại pha ấm trà Thái Nguyên rồi mời anh sang uống. Bình thường anh hài cũng ít khi uống trà Thế nhưng mà thấy chủ nhà mời nhiệt tình quá, cộng thêm cứ từ chối mãi thì cũng không được. Cho nên là anh đành phải uống một chén cho ông hàng xóm vui. Nhưng do chén chè mà lão hàng xóm pha đặc quá, cho nên đêm ấy chẳng chọc mãi anh Hải chẳng thể nào ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trên giường, bên cạnh thì vẫn còn vang lên tiếng thở đều đều của chị Hiền. Nằm mãi không ngủ được, lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ cho nên anh nhẹ nhàng trở dậy đi ra nằm ở chiếc võng ngoài hiên. Đêm nay là ngày 14 trăng sáng vàng vật, anh hải ngả mình trên chiếc võng rồi nằm nghỉ ngơi miên man. Anh nằm đó chẳng biết bao lâu thì thấy gai gai người. Có lẽ cũng đã là quá nửa đêm, sương xuống nhiều cho nên là anh hơi lạnh. Anh định đứng dậy đi vào trong nhà thì bất chợt có một cái bóng chạy vụt qua trước mắt. Có lẽ khi nãy anh nằm im ở trên chiếc võng kia cho nên kẻ kia không biết đến sự có mặt của anh ở đây. Anh Hải cũng hơi hoàng hồn, thế nhưng mà rất nhanh chóng anh đã lấy lại bình tĩnh rồi nhìn theo cái bóng đó. Ngay lập tức anh Hải nhận ra người vừa chạy vụt qua chỗ mình là thằng sún Ánh trăng 14 sáng lắm, ngồi từ chỗ này anh có thể nhìn rõ nó chạy lại gần trước chuồng gà. Nó nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng mở cửa chuồng. Chỉ sau mấy giây con gà mái duy nhất còn sót trong chuồng đã nằm gọn trong bàn tay nhỏ xíu của nó. Chính anh Hải cũng ngạc nhiên, không hiểu thằng bé ấy làm cách nào mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, con gà đã bị thằng bé khống chế mà không thể kêu lên nổi dù là một tiếng nhỏ nhất. Thằng cu xuống thẻ chiếc lưỡi dài ngoằng nhất dãi đầy của mình ra liếm quanh mép với một vẻ mặt thiềm thường, rồi nó nhanh chóng đưa cổ của con gà lên ngoạ một miếng cái cổ của con gà đứt lìa máu phun ra thành dòng thằng xuống nhanh chóng cho vào mồm rồi mút sạch dòng máu nóng hồi ấy sau đó mới đưa chiếc đầu gà lên mà nhai ngấu nghiến sau khi ăn sạch con gà thì thằng bé mới nhẹ nhàng trở vào trong nhà anh hải chứng kiến tất cả bây giờ anh đã hiểu đàn gà của anh bị chính cù xuống lèn ra ăn sạch và có lẽ ăn được nhiều máu tươi thế cho nên thằng bé ngày càng trở nên linh hoạt. Anh Hải ngồi im bất động trên võng một lúc đầu mới dám đi trở vào nhà. Sáng hôm sau thì lúc hai vợ chồng đang làm ở ngoài đồng, thì anh nhìn ngó xung quanh, không thấy ai mới dám kể lại sự việc kinh hoàng ấy cho vợ nghe. Chị Hiền nghe xong thì cũng không khỏi giật mình, suy tính một hồi chị bảo với chồng. Tí nữa về vợ chồng của mình phải làm một chiếc cửa thật chắc chắn, rồi khóa lại, Em sợ là thằng bé đêm hôm lèn ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị mọi người phát hiện ra mất. Anh Hải thấy vợ nói có lý. Ngay chiều hôm đó anh hì hộp đóng một cánh cửa gỗ thật chắc rồi khóa lại. Tới hôm đó vợ chồng của anh Hải hồi hộp không thể nào ngủ được. Cả hai ngồi dòng tay lên nghe ngóng động tĩnh phía bên phòng của con trai. Thế nhưng mà chẳng có chuyện bất thường gì xảy ra đến qua nửa đêm thì hai anh chị đã quá mệt mỏi định mắt nhắm ngủ thì bỗng nhiên giật thoát mình Sẽ đêm hôm khuya thành vắng từ phía phòng của thằng khu xuống vang lên những tiếng sồn sột anh chị biết là thằng khu xuống đang dùng những móng tay sắc nhọn như là lưỡi dao của mình mà cào lên cánh cửa cả hai bật dậy đi đến trước cửa phòng thằng xuống thì tiếng kêu kia càng vang lên rõ ràng hơn Thằng Sún còn vang lên những tiếng gầm gừ trong cổ họng như một con thú. Nó có vẻ như đang tức giận lắm. Chị Hiền miếu máu nói với chồng. Mình ơi, chắc phải mở cửa ra thôi. Cứ để cho nó tức giận thế này chẳng biết chuyện gì xảy ra. Anh Hải nghe vợ nói vậy thì cũng đành gật đầu đồng ý. Cánh cửa vừa bật mở ra thằng Sún lao ngay ra bên ngoài. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc nhìn bố mẹ đầy giận dữ. Hai bên quái miệng được dãi cũng đã chảy lòng dòng nhìn hết sức ghê sợ. Trong lúc mà vợ chồng của anh Hải đang không biết xử lý tình huống này như thế nào thì thằng cu xuống bỗng quay người chạy vụt ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất trong hàng rào. Hai vợ chồng anh Hải lại thức trắng đêm ngồi ngóng tin tức của thằng bé khi mà những con gà trống trong xóm cất lên những tiếng gáy đầu tiên thì thằng cu xuống đã quay trở về nó chỉ liếc mắt nhìn qua vợ chồng anh Hải một cái Rồi nhanh chóng biến mất vào căn buồng của mình Xa đêm ấy vợ chồng của Hải cũng đã quen dần với việc Thằng cu xuống đêm đêm thường hay lẻn ra ngoài Anh chị chẳng biết rõ thằng bé đi đâu Chỉ biết được rằng cứ đến gần sáng thì nó lại mò về Ban ngày thì nó vẫn ngoan ngoãn ở bên trong căn buồng tối tăm của mình Thế nhưng mà anh chị để ý từ khi mà thằng bé ăn hết đàn gà nhà mình thì nó trở nên linh hoạt hơn thậm chí là còn có thể nói rất nhanh nhẹ là đằng khác điều ấy cũng khiến cho vợ chồng của anh chị cảm thấy được an ủi phần nào sáng sớm hôm sau cả cái làng vọng này trở nên nhốn nháo bởi tiếng chửi chuông hoa của con mụ tõn khi mà người ta kéo đến súng đồng súng đỏ ở nhà mụ thì mới vỡ lẽ không hiểu lý do vì sao đàn gà hơn chục con của mụ nằm chết như ngả dạ. Con nào con nấy đều có một vết cắn ở cổ. Thế người làng chạy đến mộ ta càng được thể bù lu bù loa. Tiền sư cây lũ mất dậy, nơi hết hơi mới được mấy con gà định để tết cho lão túc đem đi biếu mấy bác trên xã. Thế mà chúng nó dám lèn vào rồi giết hết đàn gà của nhà tôi thế này đây. Nói rồi mộ ta lại sắn quần lên tít tận bèn để lộ ra một cặp chân to như cây chuối hột, trắng muốt mà trời đậm. Lũ chó chết Chúng mày dám giết cả đàn gà để biếu quan trên của nhà bà sao Bà là bà rùa cho cả tâm ti họ hàng nhà mày sống khốn khổ Chết thì mồ mà cũng không yên Trai thì trộm cướp, gái thì buôn chồng người Ăn cơm chết hóc uống nước chết sạc nha Lão Tốc bị mất đàn gà để biếu quan trên thì cũng điên lắm Thế nhưng mà thấy vợ con của mình cứ loi choi mà chửi lên Như là đồng thì cũng lên tiếng nhắc nhở mộ thôi ngay đi đường đường là vợ trưởng thôn mà cứ chửi như vậy chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai mộ tốn bị mất cả đàn gà đang xuất của lại thấy lão chồng nói khó nghe thì quay ngoắt lại mắt long lên sòng sọc mà chửi tôi mất của thì tôi phải kêu chả nhẽ vợ trưởng thôn thì không được phép kêu cá Rồi mộ ta lại chỉ thẳng tay vào mặt của lão thúc mà xỉa sói mà cũng có khi chỉ vì cái chức trưởng thôn của ông cho nên đàn gà của tôi nó mới chết oan. Chắc là có cái thằng bỏ mẹ nào nó thù ghét ông cho nên nó cố tình chơi trò ném đá giấu tay để mà dằn mặt ông cũng nên. Tôi mà đánh hơi được đứa nào làm chuyện này, tôi mà không tận tay xẻ thịt lột ra nó thì tôi không phải là bộ tõn ở là cái làng vọng này nữa. Lão Thúc biết không lay chuyện được vợ thì bỏ vào trong nhà, để mặc cho con mụ vợ ngoan ngoắt của mình muốn làm gì thì làm. Mùa tón thấy chồng bỏ vào trong nhà thì tiếp tục chửi. Cha tiên nhân ông nội ông ngoại ông già ông khôn đồng môn chi dễ nhà mày. Mày táo tượng giết sạch gai nhà bà. Rồi ra nhà chúng mày sẽ chết một đời cha, chết ba đời con đẻ non đẻ ngược, chân ra trước đầu ra sau để sót nhau. Chết mau chết sớm chết trẻ đẻ ngang nhé, Dân làng vọng nghe những lời trời chua ngoa của mộ tõn thì không nhịn được cười. Người ta xì xầm bàn tán với nhau. Thằng nào gây ra cái vụ này thì kể ra cũng chơi hiểm thật đấy. Nhưng mà xem ra cũng đáng đời nhà mộ ấy. Mới có tí chức quyền mà đi đâu cũng vênh vênh váo váo, nhìn mà thấy ghét. Mộ tính cũng đứng ở đó vốn dĩ mộ này cũng chẳng ưa gì thói huynh hoa của nhà mụ tõn nên cô ý đổ thêm dầu vào lửa mộ tính liền bảo với mộ tõn bác trời tiếp đi trời to lên đường đường là nhà trường thôn mà chúng nó dám lèn vào rồi gây nên vụ thảm sát gà hàng loạt thế có khác gì là chúng nó vả vào, vào mặt vợ chồng bác mộ tõn đang cơn hăng máu nghe thấy những lời kích động của mộ tính thì như hóa điên hóa giải mộ cứ dậm chân thình thịch xuống đất rồi quay khắp bốn phương tám hướng mà trời mở rủa cái thằng giết gà của mình Mộ ta đâu biết được rằng không chỉ mộ tính mà tất cả những người có mặt ở đây đang nhìn mộ mà cười thầm trong bụng. Một lúc sau thì dường như đã quá mệt mộ tõn ngồi phịch xuống đất rồi há mồm há miệng mà thở. Sau đó thì mộ ta nói giọng đứt quãng. Tao mệt quá rồi, tha cho chúng mày, chiều nay tao chửi tiếp. Nghe câu nói ngây thơ của mộ tõn thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều cười ồ cả lên. Mộ tỏn thì đã quá mệt sau màn trời động cho nên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện ấy. Cứa thẻ lưỡi ra mà thở hồng hộc. Đám đồng ấy thấy màn kịch hay đã hết thì cũng bảo nhau ra về với sự tiếc rẻ. Có người còn cố tình quay lại nói với mộ tỏn. Chiều nay lúc nào mà bác trời tiếp thì nhớ chạy qua báo chúng em một tiếng. Chúng em tới cổ vũ tinh thần. Mộ tỏn từ người này nói thật một lại cố gắng đáp lại. Chiều, chiều nay nhớ sang cổ vũ nhé. Lão Túc tuy ngồi trong nhà nhưng vẫn thò cổ ra bên ngoài để nghe ngóng tình hình. Thế vợ của mình và người kia đối đáp nhau. Lão nghe qua biết họ cố tình xỏ xin nhà mình cho nên vội quát. Còn hạnh còn hạnh đâu? Mày không ra ngoài ngõ mà dìu mẹ mày vào nhà. Để ngồi ngoài đó để làm trò cười cho thiên hạ đến bao giờ nữa hả? Trong khi bên nhà mồ tõn đang ở Mỹ thì lão Tân vẫn không hay biết chuyện ấy lão ta đang cho tay vào trong hắn mà gãi xoành xoạch, vừa gãi lão vừa lẩm bẩm mấy câu thơ mà mới phọt ra trong đầu. Ở đâu thơm có nhớ người? ở đây đang có một người nhớ thơm. Bỗng có một tiếng nói vang lên làm cho lão tân giật mình. Trời đất ơi, sao bác lại nằm trình hình ở giữa nhà mà cho tay vào trong quần gãi ghẻ như thế? Chẳng hay là cô thơm cố sang chơi, vô tình nhìn thấy cái cảnh này thì mất điểm lắm. Lão Tân nghe vậy thì cố gắng gãi thêm Mấy cái nữa rồi mới chịu rút tay rào Miệng cười hề hề Tiền sư cha cái nhà đám hắc lào Càng gãi càng sướng thêm mới chết chứ lại Rồi lão ta hất hàm hỏi Sao tự nhiên lại sang đây Đã xin phép con sư tử Hà Đông nhà chú chưa Thằng sổi bây giờ khác xưa rồi nhé Em thích đi đâu thì đi Thích làm gì thì làm Em chỉ cần ho một tiếng là vợ con em phải quỳ xuống chân van xin ngay làm gì có cái chuyện mà em phải xin phép nó bộc phẹt à biết nó quỳ xuống van xin hay là chú lại phải đi bằng hai đầu gối mà van nó em nói dối bác làm gì Bác có nhớ cái lần mà em rửa đít cho cái thằng cu tí không sạch rồi bị nó đuổi đánh suýt chết mấy tháng trước không cứ vài ngày chú lại bị nó rửa đánh một lần tao tôi làm sao mà nhớ hết được chết thật từ bác tương tư cô thơm em thấy trí nhớ của bác dạo này kém đi nhiều Hai anh em ăn ngủ với nhau mấy ngày liền mà bác lại chẳng nhớ, chán thật đấy. Thế nhưng thôi, đại ý là sau cái đợt ấy em bỏ nhà sang sống với bác, thì con vợ của em nó biết sợ rồi. Bây giờ chỉ cần nó mà dám láo nhom dọa bỏ đi ngay. Nói rồi thằng rồi ghé sát tay vào lão Tân rồi nói, Quý bác lắm em mới nói cho bí mật này nha. Khi nào mà bác lấy được vợ thì cứ nhớ đem ra mà áp dụng. Chỉ cần vợ bác mà không nghe lời thì cứ xách quần áo bỏ đi mấy ngày Lúc bác mò về là các mộ ngoan ngay Bảo gì cũng nghe Cái ngứa đàn bà là như vậy Thiếu hơi chồng là cấm có ngủ được To sắc thôi chứ sợ ma bỏ mẹ ra Lão Tần trầm chú nghe từng lời của thằng sồi Rồi vuốt mấy cọng dâu lún phún trên cẩm Sồi này Tao nghe mấy cái câu này quen quen thì phải ta còn nhớ câu này chính mồm tao nói với mày cơ mà Ờ thì đúng là bác nói với em Thế nhưng mà em biết chắc là bác cũng chỉ học lỏm của ai đó thôi Bác ấy đến tận bây giờ thì làm sao biết được tâm lý của đám đàn bà mà dạy lại cho em. Lão Tân nghe thấy thằng sồi chi mình nghĩ thì ngay lập tức xa sầm nét mặt, rồi vội vàng thay đổi thái độ. Mày nói rông dài quá, sang tìm ta có việc gì, nếu mà chỉ sang đây để chọc ngoái tao thì về về ngay đi, ta đang bận lắm. Thằng sồi biết nó lỡ lời chọc chúng và trái tim đang dì máu của lão Tân, cho nên liền cười hề rồi giơ mấy quả chuối xanh ra trước mặt, anh em như thể cứt với đít với nhau mà bác cứ để bụng làm gì chả là khi nãy em có qua nhà con mụ tõn xem kịch á à biết đứa bỏ mẹ nào thù hằn với nhà mụ ấy mà đêm hôm qua nó lèn và nó giết sạch hơn chục con gà của đáng tội chứ đàn gà này vợ chồng lão ta định để tết mang đi biếu các xếp ở trên xã thế mới đau chứ mới nghe đến đây thì lão tân đã vêu mỏ lên mặt trời cho chết cha cái cái thằng sứt đây đi ta vẫn còn cay cái vỗ tao với mày sang bắt giúp cái vong bà mẹ cả về báo oán nhà lão. Anh em mình suýt chết thế mà chẳng có mang gì sang đây để tạ ơn. Kéo như thế thì bảo là sao trời không phạt là đúng rồi. À mà mày lấy đâu ra mấy cái quả chuối xanh này đấy? Em thì em cứ nghĩ là bác không biết chuyện vừa xảy ra ở nhà lão túc cho nên em mới thông báo cho bác biết đi chứ. Trên đường đi em thấy nhà con mụ thơ lá có buồng chuối xanh thò ra ngoài hàng rào. Em nhòm ngó xung quanh không có ai Thế này em vặt trộm mấy quả sang đây biếu bác bôi chỗ hắc lào Lão Tần nhìn mấy quả chuối xanh trên tay của thằng sồi Mà mắt sáng quắc như là đèn ô tô Đúng là mấy hôm nay trời ẩm Quần áo vơi kiểu gì cũng không được khô Cứ mặc vào thì lại bị lũ hắc lào tấn công dồn dập Khiến cho Lão Tần phải gãy xoành xoạch tới bật cả máu Lão nhanh tay vớ vội mấy quả chuối xanh Rồi chui tọt vào trong buồng Thằng sồi nói với theo có cần em vào bôi giúp bác không? Lão Tân nói vọng ra Không cần đâu Trẻ mới pha từ tối hôm qua đấy Cứ rót ra mà uống tự nhiên đi nhá Nói rồi Lão Tân cũng tụt hẳn Chiếc quần đang mặc xuống quá đầu gối Mà trà sát lên chỗ ngứa Một lúc sau thì Lão mới thùng thẳng đi xa Trên mặt lộ rõ một niềm sung sướng Lão vỗ tay vài thằng sổi mà rưng rưng nước mắt Đúng là người anh em tốt Cả cái làng này chỉ có chú mới thấu hiểu được lòng của anh Lúc nào mà giận vợ thì cứ sang đây ở với anh cho vui Bỗng lão Tân được nhớ ra một chuyện quan trọng À mà không được rồi Vừa có một đại gia thuê anh lên tận Hà Giang Để xem phong thủy tìm chỗ xây biệt thự Chắc phen này anh phải đi khá lâu đấy Thằng rồi nghe lão tân nói vậy Mặt yêu siêu như bánh đang gặp nước Sao lại chán thế chứ Tình nghĩa anh em chẳng lúc mặn nồng Thì lại phải xa nhau Vậy thì bác pha ấm trà rồi anh em mình uống để chia tay. Em làm vẫn cay cái vụ hôm trước, bác cho em uống nước vối thiêu lắm đấy nha. Chú chỉ được cái tính thủ dai giống anh, nhưng mà nghe anh dặn đây này, trong khi mà anh đi vắng thì chú nhất thiết phải để ý đến cô thơm hộ anh. Cái thằng nào dám mon men lại gần để cứ thiến mẹ nó đi, tội vào đâu anh chịu. Còn nữa anh có gửi cái con rách mấy hôm nhá mà này, nhớ mua thịt bò cho nó ăn đầy đủ nhá sau hôm nhà lão túc bị chiết sạch đàn gà hơn chục con thì một vài ngày sau đó không còn nhà nào trong làng kêu mất gà nữa ai cũng cho rằng có lẽ đứa nào thù ghét nhà lão ấy cho nên mới giàn tay giết sạch đàn gà để giận mặt chính vì suy nghĩ đó cho nên ngày nào mộ tõn cũng đứng dạng háng ở giữa cổng mà chửi Mọi ta quyết tâm phải chửi cho cái thằng thủ phạm sát hại đàn gà của mộ, cảm thấy nhục nhã quá mà đâm đầu xuống sông hoặc chí ít thì những đứa khác trong cái làng này mà có ý định chống đối mộ thì phải dè chừng. Thế nhưng mộ ta đâu có biết được rằng thủ phạm lại là một kẻ không ai ngờ tới. Chính là thằng xuống người cả làng này đang nghĩ nó chết từ mấy tháng trước. Thế nhưng mà sự yên bình ấy không kéo dài được lâu. Chỉ một vài ngày sau thì trong làng liên tiếp xảy ra những vụ việc tương tự. Có nhà còn bị mất đàn gà, có nhà còn bị mất đàn vịt thậm chí là đến lũ chó mèo trong làng cũng chịu chung số phận lúc này mọi người đang bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra trong cái làng vọng này và theo một lẽ tự nhiên khi mà không tìm được thủ phạm gây nên chuyện kinh hoàng này người ta lại đổ cho ma quỷ người ta định kéo tới nhà lão tân xem một quẻ thì mới thấy lão đi vắng chưa về một người lên tiếng than thở cái thằng cha tân này ở nhà mãi thì không sao Đúng cái lúc đi vắng thì làng này sẽ ra chuyện Biết làm thế nào bây giờ Bình thường thì chẳng ai ưa gì Cái tính ngoan ngoắt như đàn bà Và cái tính thù dai của cái thằng cha ấy và ấy Thế nhưng mà bây giờ sẽ ra chuyện mới biết Lão cũng quan trọng Với cái làng này ra phết đích ông bà ạ Bác Hải Bác Hải ơi mở cổng ra cho em Anh Hải Nghe giọng nói thì nhận ra ngay Đó là tiếng của thằng Long Hàng xóm của nhà mình Anh lật đần chạy ra mở cổng Hai bố con của thằng Long rất nhau vào. Nhà em nuôi được mấy con gà giò ngon lắm, định để tới Tết mới làm thịt. Thế nhưng bác cũng biết rồi, dạo này làng ta bị mất gà mất chó thường xuyên. Em sợ đàn gà nhà em chẳng sớm thì muộn cũng phải chịu chung phận với mấy nhà kia. Cho nên là hôm nay em giết luôn cho cả nhà ăn. Nói rồi thằng Long đưa cái giá đựng con gà luộc đưa ra cho anh Hải rồi nói. Nhớ tới thằng cu xuống ngày xưa cũng thích ăn thịt gà cho nên là con đĩ mẹ nhà em nói với bảo giết thêm một con nữa sang biếu hai bác tháp hương cho thằng bé nói xong thằng long chỉ vào thằng cu con nhà mình rồi nói thằng cò nhám biết mẹ làm thịt gà mang sang cho anh cu sốn thì thịt thích lắm nó cứ nặng nặng đòi đi theo hai bác nhớ đưa con gà này cho bạn sốn nha cháu nhớ bạn ấy lắm tiếng nói ngây thơ của thằng cò vang lên anh hải nhận lấy con gà luộc từ tay của người hàng xóm mà không khỏi xúc động hai mắt cay cay thằng long thích như vậy thì cũng biết là anh hải lại đang nhớ con cho nên vội nói thôi chào hai bác em về kèo con mẹ đi nó chờ thằng cò cũng lấy phép chào theo cháu chào, chào bác nói rồi hai bố con của nhà lâm dắt nhau ra về họ không biết rằng từ bên trong căn nhà của hải đang có hai con mắt bé tí đỏ ngầu đang chăm chú nhìn theo thằng cò với một ánh mắt thèm khát Vợ chồng của anh Hải do quá xúc động cho nên mãi mới bình tĩnh lại được. Anh Hải đặt con gà xuống bàn rồi nhanh chân đi ra khóa cầm lại. Sau đó hai vợ chồng cầm con gà luộc đi vào buồng của thằng Sún. Kể từ ngày thằng bé uống máu tươi thì nó trở nên bạo dạn hơn. Anh chỉ còn để hẳn một chiếc đèn dầu trong phòng để tiền cho việc chăm sóc. Khi hai vợ chồng bước vào thằng bé ngồi trên giường, chỉ hiện đưa con gà luộc trước mặt con bạn gò mang gà sang cho con này con ăn đi. Thế nhưng thằng cu xuống vẫn không thèm để ý đến con gà luộc trước mặt. Bây giờ nó chỉ thèm khát một thứ duy nhất đó chính là máu tươi mà thôi. Về nhà thằng Long thì cả gia đình đang quê quần ăn tối bên nhau một cách ngon lành. Lâu lắm rồi mới ăn thịt gà cho nên thằng cò sướng lắm. Nó cầm cả cái đồi gà lên miệng mà ngậm một cách ngon lành. Sau khi ăn xong thì miệng của thằng con trai nhoen nhoét toàn mỡ gà, anh Long liền bảo con. Khiếp có ông tướng à, ăn uống cái kiểu gì mà mồm miệng đầy mỡ thế kia. Thôi ông ra ngoài sân rửa mặt đi cho tôi nhờ. Thằng cò nghe thấy bố nói vậy thì lon ton chạy ra ngoài sân giếng để rửa mặt. Một lúc lâu sau không thấy con trai vào anh Long gào nhầu Mình ra giếng xem thằng cò nó làm gì ngoài đó lâu vậy. Nếu không thấy có khi phải chạy sang nhà ông nội rồi cũng nên đó còn việc cái. Vợ của anh Long nghe thích chồng dục thì đi ra ngoài sân giếng tìm con. Nhưng không thấy, chị Liên mới đi sang nhà ông nội của thằng cò để xem. Nhưng khi sang đến nơi chị Liên cũng không thích con ở đây. Chị Liên đi về nhà vì chắc mầm con mình chạy đi chơi đâu đó với các bạn. Nhưng mà vợ chồng của anh Long đợi đến 9 giờ tối chẳng thấy bóng con đâu. Anh chị chia nhau đi tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới nhưng cũng chẳng thấy nguyên đêm ấy hai vợ chồng của long thức trắng vì lo cho con làng nước ơi có người chết làng nước ơi tiếng cụ nhàn hét lên hốt hoảng khiến cho hàng xóm nghe thấy đều chạy ra xem có chuyện gì thì họ thấy cụ nhàn đang ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu một người lên tiếng hỏi Cô sao vậy à có người chết có người chết kia kìa một bác vội vàng đỡ cụ nhàn lên một vài người chạy lại phía đống rơm để xem lúc này họ hốt hoảng thằng cò là thằng cò đi mà sao lại cứ sự này tiếng nói ồn ào ở ngoài cầm lại nghe thấy ai đó nhắc tên con mình Và chồng của anh long đang chợp mắt một lúc vì cả đêm qua không ngủ được thì bây giờ liền bật dậy lao ra ngoài cầm vừa nhìn thấy sắc của thằng cò nằm sóng xoài trên đất chị liên đã kêu lên thất thanh trời đất ơi cò ơi có sao thế này thế rồi chị lao ngay vào chỗ của thằng bé nhưng mà thằng cò bây giờ đã là một cái xác không hồn cứng đơ anh Long nhìn cảnh đau lòng này thì cũng quỳ sụp dưới đất mà khóc lên thành tiếng tối hôm qua khi thằng cò vừa mới tới chỗ sân giếng ngay lập tức anh nhận ra một hình dáng quen thuộc đang đứng thập thọ ở đó Người đó không phải ai khác chính là thằng cu sún trong tâm trí non nớt của thằng cò nó không nhận thức được cái chết là gì cho nên không biết được rằng bạn mình đã chết nó chỉ nghe bố mẹ và người lớn nói chuyện rằng bạn Xuân đã đi đến một nơi rất xa. Bây giờ được gặp lại người bạn thân của mình, thằng cò mừng lắm nó liền vội chạy ngay đến. Xuân mày về rồi, ta nhớ mày quá. Thế nhưng mà khi thằng cò vừa chạy tới sát chỗ của bạn, thì nó bỗng đứng khựng lại, mặt mối tái xanh như đít nhái. Khi mà thấy chiếc răng nanh nhọn hoắt thò từ miệng của thằng Xuân nó hỏi, Xuân, sao răng mày dài thế? Thằng xuống mắt vẫn dán chặt vào người của cò Nước dãi trong miệng chảy ra từng dòng Nó liền khẽ rên rỉ gì. Máu, máu tươi Thằng cò nhìn thấy như vậy Thì sợ hãi đến tái cả giả quần Quay ngoắt người lại định bỏ chạy vào nhà nhưng không kịp Thằng xuống nhanh như cát lào tới chỗ của thằng cò Rồi dùng sức mạnh kinh người mà siết chặt nó Rồi cắn cổ thật mạnh một đứa trẻ con yêu ớt như thằng cò làm sao chống lại được con quỷ trong hình hài của một thằng bé. Thằng xuống lôi thằng cò ra sau đống rơm gần rồi, cứ như vậy hút cạn máu trong người của cò. Sau khi thỏa mãn, thằng xuống buông cây xác của thằng cò ra, nó liếm quanh mép một lượt rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Nghe tiếng kêu gào của vợ chồng anh Hải, cũng nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì, Nhìn vào xác lạnh ngắt của thằng cò vợ chồng của anh Hải không khỏi xót xa và thương cảm. Nhưng đập vào mắt vợ chồng anh là hai dấu răng còn đang in hẳn lên cổ của cò. Nơi đó vẫn còn đọng lại những vệt máu khô thì vợ chồng của anh Hải như là chết lặng. Anh chỉ lặng lẽ ra về mà đi thẳng vào trong buồng của cu sún. Nó vừa được uống nò máu nên cái bụng vẫn còn căng vẫn lên khóe miệng vẫn còn vương chút máu tanh tưởi vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chính thằng Dũ đã gây ra cái chết cho cỏ biết con trai của mình hóa quỷ thế nhưng vì tình yêu thương mù quáng với đứa con anh chị vẫn im lặng vì biết rằng nếu nói ra sự thật thì cũng đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ bị người ta giết và anh chị sẽ mất nó mãi mãi sau cái chết kinh hoàng của thằng cò thì dân làng lại dấy lên rất nhiều những đồn đoán người thì cho rằng thằng bé bị quỷ sát hại, kẻ thì lại cho rằng bị thú giữ trên rừng mò về để giết chết. Vì không biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nó, lão túc lúc này đành phải nói trên hệ thống loa của thôn để báo mọi người. Alo, alo, bà con chú ý, hiện nay trong làng ta xảy ra rất nhiều những chuyện kỳ lạ. Không chỉ gia súc mà đến cả con người cũng bụi một thế lực đen tối tấn công. Tôi vẫn tốt trưởng thôn, yêu cầu tất cả mọi người nâng cao cảnh giác. Khi mà trời tắt nắng thì tuyệt đối không được phép đi ra khỏi nhà, ai mà không nghe chết tự chịu alo alo. Tiếng của lão túc kinh như vậy vang vọng lên trên hệ thống loa phát thanh của thôn. Thằng rồi nghe cái giọng chua chua như kết mèo của lão túc thì không khỏi khó chịu. Cái làng vòng bé tíu này như mắt mũi, người ở đầu làng đánh giám người cuối làng còn người thấy thối, Thế mà lão thúc này lại nói lắm thế không biết Con lành nghe chồng cầu nhau thì cũng lên tiếng chen vào Mình nói đúng đấy Sau cái chết của thằng cò thì người ta cũng sợ vãi đái cả ra quần Đêm hôm bố bảo đứa nào chẳng dám thò ra ngoài Lão thúc nói vậy cũng bằng thừa Mà mình thân với bác tân lắm Có biết bao giờ bác ấy về không? Không Bác ấy được đại gia trên tỉnh đánh ô tô về rước đi rồi Chẳng biết bao giờ mới về mà không kéo có khi phen này á, bác ấy kiếm được cả một mớ tiền, mua nhà trên thành phố ở rồi cũng nên. Nghe chồng nói như vậy thì con Lành bỗng nhảy dựng cả lên, thế thì con mà chết à. Từ hôm bác ấy đi ngày nào tôi cũng mất bao nhiêu tiền mua thịt bò về cho con rách ăn. Bác ấy mà không có về thì ai trả tiền thịt bò cho tôi? Thằng xồm nghe vợ nói như vậy thì cũng trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi để lộ ra một nụ cười gian manh lo gì bác ấy mà không có trà thì vợ chồng mình lo con rách ra mà làm thịt nó to như con bế kia lỗ làm sao được con lành nghe chồng nói như vậy mắt cô ta sáng cả lên trong đầu mường tượng đến một miếng rồi chó thơm phức được cuộn lá mơ chấm với mắm tôm mày nghĩ đến đây thôi mà chả hiểu sao nước dãi trong mồm cô ta cứ rớt cả ra ngoài thằng rồi vỗ vào vai của vợ mình ngậm miệng lại đi nước dãi chảy sập nhà rồi đấy con lạnh bị cái vỗ của chồng làm cho tỉnh lại. Thế nên là ngay vợ chồng nhà sồi cũng nhìn về con rách, rồi nở một nụ cười danh mãnh. Trong khi mà ngày nào lão tức cũng ra cái điệp khúc khi mà màn đêm buông xuống yêu cầu tất cả mọi người trong nhà, thì vẫn có kẻ coi như không biết gì. Điểm hồ ấy có hai người thì thù tiến về chỗ sân kho hợp tác xã. Hai người đó không phải ai khác chính là Lão Phiên và con Hà. Hai kẻ gian phu dâm phụ này đã lén lút quay lại với nhau được một thời gian khá lâu. Lão phiền ôm chặt con hà vào lòng rồi hỏi. Sao đằng ấy liều thế? Không thấy lão thúc yêu cầu mọi người phải ở yên trong nhà hay sao? Mà lại nhắn tôi ra đây. Lão sợ thì quay về ôm con mái già của lão đi. Gớm thích bỏ mẹ lại cứ làm trò. Hay tôi về nhá. Thôi, tôi chiều tí thôi. Tôi cũng nhớ đằng ấy chết đi được đây này. Người đâu mà hay giận dỗi thế, Nói xong thì lão ta hôn chuẩn vào má con Hà một cái. Thơm thế chứ lại, ai như con mái già nhà tôi cả người tanh ngòm toàn mùi cá. Con Hà thích như vậy nhìn lão tình nhân của mình cười tít mắt. Hôm nay thằng chồng tôi đi thăm họ hàng ở huyện khác chiều mai mới về. Bảo sao mà liều thế lại đây cho người ta yêu cái nào. Thế rồi cả hai lao vào nhau một cách đầy cuồng nhiệt. Sau những giây phút hoan lạc với nhau thì cả hai nằm ra mà thở phì phò như trâu. Thế nhưng mà bọn họ đã biết được rằng từ bụi cây gần đó, có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn bọn chúng với ánh mắt thèm thuồng. Thân hình kia từ từ tiến lại mà cả lão phiên và con hà không hay biết. Rồi như cách kẻ đó lao tới, cắn thật mạnh vào cổ lão phiên. câu cắn quá mạnh khiến cho lão ta chết ngay lập tức. Máu từ cổ của lão phiên phọt xa, bắn cả vào mặt con hà. Con Hà giật mình quay sang thì à ta sợ hãi đến thót tim khi thấy một nhân mạng quỷ dị bé tí như đứa trẻ đang ghé sát miệng vào cổ của gã nhân tình của mình mà múc những dòng máu nóng hổi đang phun ra. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng sợ nhất thực khiến cho cô ta thực sự cảm thấy sợ hãi lúc này chính là kẻ vừa gây ra cái chết cho gã nhân tình của mình. Đó chính là thằng cu sún người mà bất cứ ai ở cái làng vọng cũng tin là chết cách đây mấy tháng trời. Do quá sợ hãi cho nên con Hà không thể nào đứng dậy được nữa. Cô ta kinh như vậy lê lết trên sân kho của hợp tác xã. Miệng ú ớ chẳng thể nói thành câu. Quỷ quỷ không. Cô ta gắng gượng hết sức để lùi lại thật xa thứ ma quỷ kia. Nhưng vốn dĩ dạo gần đây, thằng cô xuống rất hay uống nhiều máu tươi động vật. Mấy hôm trước còn uống máu của thằng cò cho nên trí khôn của nó đã phát triển vượt bậc nó nhanh chóng nhận ra ý định chạy trốn của con mồi thằng bé buông cổ của lão phiên ra rồi lao đến chỗ con hà bằng một phát cắt chính xác cổ con hà bị những chiếc răng nanh nhọn hoắt của cu xuống cắm phập vào ánh mắt của nó đỏ rực như hai hòn than giữa tối đêm con quỷ trong người của thằng bé say sưa hút sạch những giọt máu đang chảy ra từ cổ của nạn nhân sau khi hút nó máu của hai kẻ gian phu dâm phổ nó mới rời đi để lại hai cái xác không một mảnh vải che thân nằm trồng chơi trên sân của hợp tác xã. Sáng hôm sau cả lòng vọng lại được một phen náo loạn khi người ta phát hiện ra hai thân thể lõa lồ của lão phiên và con hà. Người ta đứng vòng trong vòng ngoài quanh hai cái xác mà thể hiện sự khinh bỉ. Đẹp mặt chưa kìa, thấy chồng đi vắng cái là tớn lên đi thẩm thuật vít chai. Những cái loài mèo mà gà đồng này có chết thì cũng đáng, Đúng rồi đấy Mà xem cái nhà anh lệch kia cũng phải cảm ơn con quỷ này đi chứ Nếu không có nó thì làm sao biết được cô vợ nít na của mình Cắm cho một cái sừng to tổ bố trên đầu Cái lại đàn bà không nên nết đêm ngủ với chồng chồng mông ra cửa sổ Mắng trời phỉ nhổ chán chê Cả làng cũng giúp gia đình nhà con Hà và lão phiến Đám tàng cho trọn tình hợp nghĩa Nhưng mà một nỗi lo sợ đang bao trùm khắp làng vọng nhỏ bé này và tất cả mọi người đều đang mong chờ lão tân ế quay về khi mà đoàn người đưa ma vừa ngang qua nhà lão tân thì một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước cầm anh tài xế nhanh chóng chạy ra mở cửa lão tân từ trong xe bước ra tất cả dân làng đang có mặt ở đây đều ha hốc mồm kinh ngạc mà cũng phải thôi lão tân ế của họ giờ đây đã lột xác hoàn toàn lão ta đang mặc trên người bộ quần áo hoa hòe hoa sói hết sức sặc sỡ giống như kiểu mấy tay nhà giàu hay trên bãi biển sầm sơn. Trên mặt của lão ta trình hình một cặp kính dâm rất to, che đi gần hết khuôn mặt. Nhìn cũng biết là lão vừa đi tắm biển về. Rồi từ trên xe một người dáng vẻ bề về tiến tới chỗ lão tân mà khúm núm. Con cảm ơn thầy nhé. Khi nào bị thử hoàn thành kiểu gì thì cũng phải bớt thời gian và ngọp đến giữ gia đình con đấy. Thôi được rồi, nhà anh cứ về đi, để lúc ấy thì cứ báo thầy một tiếng kiểu gì tôi cũng đến dự ông đại giang nghe lão tân hứa chắc như đinh đóng cột thì mừng lắm lão cúi đầu chào một lần nữa rồi bước lên xe chiếc xe nhanh chóng rời đi trước sự ngưỡng mộ của dân làng vọng lúc này người ta mới ùa đến chỗ của lão tân ơn rời chú tân về rồi đây dân làng cứ mong chú mãi công các, các bà hay nhỉ tôi có nợ nần gì ai đâu mà trông ngóng tôi ây ra bác đi vắng cho nên không biết trên làng này xảy ra bao nhiêu là chuyện thương tâm lắm bao nhiêu người chết cả rồi nói xong rồi mọi người tranh nhau kể lại mọi chuyện bất thường cho lão tân nghe nghe xong thì lão quay ra nói thôi nói thế thì tôi biết rồi chắc chắn làng này bị quỷ ám thật rồi nhưng các ông các bà cứ yên tâm có tân tôi ở đây thì đố con ma con quỷ nào dám lộng hành nữa Bây giờ thì về hết đi cho tôi còn nghỉ ngơi lấy sức bắt quỷ. Mọi người nghe nói như vậy thì bảo nhau ra về. Lão Tân cũng quay đi mở cẩm ấy nhưng mà vừa mới chạm vào cái khóa thì Lão Tân bỗng giật nảy cả mình khi có thứ gì đó nhồn nhột, nhột cọ vào sau lưng và bên tai của Lão vang lên. Thần tượng của lòng em hôm nay nhìn oách quá cơ, cho em tá túc ở đây mấy hôm nhá, làng có quỷ em sợ lắm lão tân quay mặt nhịn ra đó là con mụ thơ bán thịt lợn lão bỗng nổi ra gà khi thấy con mụ này bắn tín hiệu gà gẫm gã lão biết mụ ta đang âu ấm nhìn lão nhưng mà do mụ ta bị lác cho nên ánh mắt cứ méo xẹo sang hướng nhà bên cạnh lão tân vội lùi lại thủ thế mụ điên à nhà ai người ấy ở không nhờ vả đích gì cả không về đi tôi thả chó bây giờ thì mụ có ngồi nhà cả tháng không đi bán được thịt đâu Thế nhưng mà mùa thơ lác vẫn sấn đến cố tình để bộ ngực to sổ như cái rổ xề vào người của lão Tân mà gạ gẫm. Cho em ở lại đi mà anh Tân. Mộ cút ngay, không là tôi kêu làng lên đấy. Mộ thơ lác thấy sắc đẹp chim xa cát lặn của mình không lay chuyển được trái tim lạnh lùng của lão Tân thì ngúng ngoẩy đít quay về. Đúng là cây đổ ngu, mỡ dâng đến tận mồm còn không ngăn. Đợi cho con mộ đi khuất thì bóng của lão Tân mới thở vào nhẹ nhõm về xoay gương lại mình đi định cả gẫm thằng tân này hả còn lâu nhé tân đây chỉ nguyện lòng dễ dãi với em thơm mà thôi rồi lão chợt nhăn mặt xoa hai cạnh sườn cái con mụ này nó khỏe thật chỉ huyết nhẹ một cái mà mình suýt gãy mấy cái xương sườn đúng là vô phúc cho thằng nào lấy nó vui vẻ thì chẳng sao nó mà điên lên kiểu gì cũng xảy ra án mạng lão tân vừa đặt mông xuống cái ghế thì thằng sồi từ ngoài cổng dắt con rách đi vào rồi nói ông ngầm bác tân về rồi đấy hả khi vừa bước vào trong nhà thằng sồi nhìn lão tân mồm há hốc không chớp một lúc đến khi mà bình tĩnh lại thì nó chạy đến ngồi bên cạnh cái đối diện lão tân mà nói em là em không nhận ra bác nữa đâu đấy gớm hôm nay nhìn cứ như là tắc kè hoa đấy thế về nhà có quà gì cho em không hả đi tận nửa tháng chắc là cũng kiếm kha khá nhỉ Em ở nhà trông nom con rách còn hơn là chăm vợ em đấy. Thôi biết thế là tốt rồi. Thế bao nhiêu tiền thịt bò tôi trả, ngồi trên nóng chỗ mà đã sang rồi, thính thế không biết. Em thì có ý gì đâu mà chắc đi đợt này kiếm được lắm bác nhỉ. Ra biển thì phải hơn nao làng chứ. Bác xem nào, thiết kế một bữa mừng anh em mình tái hợp đi chứ. Thì ở đây làm bữa thịt chó cho nó phấn khởi đi. Làm gì cứ phải no cái bụng, Tôi nói thật chỉ khoái nhất cái món thịt chó thôi. Mấy cái hôm nay hoàn toàn được gia chủ tiếp đãi bao nhiêu sơn hào hải vị mà không có nuốt nổi. Chỉ ăn cho nó phải phép thôi. Chứ thịt chó với rượu nếp ngâm ăn đứt mấy canh rượu tây. Sau ba cái chết kinh hoàng xảy ra liên tiếp trong làng thì không khí trong gia đình của anh Hải trở nên căng thẳng nghẹt thở. Sau khi suy nghĩ kỹ tới hôm ấy anh Hải quyết định nói với vợ sự việc đã đến nước này thì anh nghĩ chúng ta phải báo cho chú bảy biết mới được anh không đành lòng nhìn thấy những người vô tội phải chết thêm chị hiền nghe chồng nói như vậy thì òa lên khóc nức nở chỉ hiểu chồng của mình muốn nhờ chú bảy khống chế linh hồn quỷ dữ trong người của thằng cu sún điều đó cũng có nghĩa thằng bé sẽ bị chết thêm một lần nữa chị hiền ôm lấy chồng mà khóc như mưa mình ơi có còn cách nào cứu vãn được tình thế không Em không muốn phải xa thằng bé thêm lần nữa. Em xin mình hãy để cho em sống bên con thêm một thời gian nữa thôi. Rồi chỉ là một ngày thôi cũng được. Anh biết chúng ta làm chuyện này là tàn nhẫn với thằng bé. Thế nhưng mà chúng ta không thể ích kỷ. Chỉ nghĩ cho mình mà bất chấp mạng sống của những người xung quanh. Câu nói này của chồng khiến cho chị Hiền nhớ lại tới cái chết kinh hoàng của thằng cò. Nhìn bố mẹ của nó khóc vận vã đến chết đi sống lại bên giác của đứa con nhỏ mà chỉ không khỏi dây dứt. Lê mách bảo chỉ phải dừng lại, không để cho nhiều gia đình phải chịu cảnh thăng thương thêm nữa. Chị liền gật đầu đồng ý với chồng. nãy đoạn chị Hiền mở cửa buồng ra nhìn con, nhưng thằng bé xuống chẳng còn như nước kia. Ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm vào mẹ của mình như con mồi. Ý chí của một con quỷ bây giờ đã xâm lấn lấy nó, Tình cảm yêu thương của một người mẹ quá lớn khiến chị chẳng thể nhận ra ánh mắt hùng dữ như trực vô lấy mình của con quỷ. Hãy tha thứ cho bố mẹ con nhé. Chị Hiền nói trong nước mắt. Còn anh Hải nhìn lại nhận ra điều gì? Anh vội vàng lôi vợ vào đóng cánh cửa lại. Như để cho chắc ăn anh khóa thêm vài lớp khóa cho chắc. Vừa làm anh vừa nói. Con mình đã chết, giờ thằng bé không phải là con mình, nó giờ là ác quỷ rồi những tiếng móng tay cào vào cánh cửa vang lên sột soạt kèm theo đó là những tiếng gầm gừ đến ghê sợ rùng mình con quỷ kia như thể nhận ra điều nguy hiểm nó đang đến gần nhưng cánh cửa gỗ kia chỉ có thể ngăn cản những con người bằng xương bằng thịt chứ với một con quỷ thì việc thoát ra khỏi chẳng việc gì là khó khăn thằng xuống nhảy rồi đu lên sờ nhà nó phá lớp ngói thành một lỗ thồm rồi chui ra khỏi nhà nó cười lên một cách đầy mặn dở Sau tiếng cười đầy quỷ dị Thì thân hình bé nhỏ của nó cũng lao ra ngoài Và nhanh chóng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Khi hai vợ chồng anh Hải vừa mới tới được căn nhà nhỏ của chú Bảy Thì chết sững Đầm vào mắt của hai vợ chồng họ là một cảnh đồ đạc trong nhà nằm ngổn ngang khắp nơi Nhưng kinh hãi hơn nữa là hình ảnh thằng cu sún Đang ngồi trồm hỗn trên ngực của ông Bảy mà ra sức siết chặt lấy cổ của ông. Nhìn thấy vợ chồng của chị Hiền, ông bảy lấy chút sức lực còn lại mà thì thào, chạy, chạy ngay đi. Ông chỉ kìm nói đến đây thì đã bị thằng xuống cắm vập vào cổ. Ông bảy nâng lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Chị Hiền thích người chú của mình bị thằng bé sát hại thì như hóa điên hóa giải. Chị định lao tới chỗ ông bảy thì bị chồng kéo lại. Chạy đi, nó không còn là con của mình nữa Nó là quỷ Nói rồi anh dùng hết sức để kéo vợ của mình Chạy ra khỏi căn nhà của ông Bảy Thằng cô xuống không thèm để ý đến vợ chồng của anh Hải Có lẽ nó biết người có thể làm tổn thương nó là ông Bảy Chứ không phải là vợ chồng anh Hải Cho nên từ từ cúi xuống mà tận hưởng bữa tiệc máu Thế ra sau khi phát hiện ra mối nguy hiểm, con quỷ trong người của thằng Xuân cũng nhanh chóng tiến về căn nhà của ông Bảy. Về phần của ông Bảy thì do tuổi cũng đã cao, lại vận dụng hết sức lực để hồi sinh thằng Cú sún cho nên sau trận đó nó ốm khá nặng. Nhưng mà vì không muốn cháu gái lo lắng, nên ông không báo cho vợ chồng chị Hiền biết. Chính vì vậy, đêm nay khi con quỷ trong người của thằng Xuân bất ngờ lao vào tấn công, thì ông Bảy nhanh chóng bị nó đánh bại, và kết cục là ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho việc dùng cấm thuật hồi sinh lại thân xác của thằng bé. Trong màn đêm vợ chồng của anh Hải dắt nhau chạy trốn khỏi con quỷ mà chính anh chỉ đã nhờ ông bày hồi sinh. Khi về đến cổng chị Hiền định lao vào nhà thì anh Hải vội ngăn lại. Không được, bầy con quỷ trong thân xác của thằng bé đã biết vợ chồng của mình có ý định tiêu diệt nó. Anh sợ nó sẽ làm hại mình mất. Chị Hiền nghe chồng nói như vậy Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt Thì không biết trốn đi đâu Trần anh Hải liền lên tiếng Phải rồi Vợ chồng mình phải tới ngày đó nhờ bác Tân giúp đỡ Thế là hai vợ chồng của anh Hải lại chạy ngay sang nhà của Lão Tân. Một hồi gọi cửa thì Lão Tân ủy oải bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của con quỷ phẳng phất quanh người của vợ chồng anh Hải, Lão Tân cũng đã phần nào đoán biết được sự việc. Lão nhanh chóng mở cửa cho vợ chồng anh Hải đi vào, rồi chăm chú lắng nghe hai vợ chồng họ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong lão ta liền thở dài. Không ngờ vợ chồng cô chú lại gây nên cái chuyện đầy trời như vậy. Nhưng thôi, rồi sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, hai người cũng đừng tự trách mình nữa. Điều quan trọng là bây giờ phải tiêu diệt được con quỷ ấy để nó không có cơ hội làm hại người khác. Chúng em biết là mình sai rồi, Bây giờ chăm sự nhờ bác Bác bảo sao chúng em xin nghe theo Tôi nghĩ trước mắt con quỷ kia Sẽ chưa ra tay sát hại hai người Nó cần một nơi chú ngủ an toàn Bây giờ hai người cứ về nhà ngủ bình thường Để nó không nghi ngờ Sáng mai khi mặt trời lên Là lúc quỷ khí trong người của nó yếu Ta sẽ sang để thu phục Nhớ chẳng may nó tấn công Thì sao chúng em chống được Luôn giữ trong người lá bùa này nó đã được ta làm phép con quỷ sẽ không nhìn thấy hai người vợ chồng của anh hải nghe lão tân giải thích như vậy thì yên tâm nhanh chóng gấp lá bùa lại rồi cho vào trong túi rồi dẫn nhau ra về trần lão tân liền dặn với về nhà thì cứ vào phòng ngủ bình thường tuyệt đối không được bước chân sang phòng của thằng bé khi nào mặt trời lên thì mới được phép ra ngoài vợ chồng của anh hải gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm nhớ tới lời của lão tân căn dặn về nhà là vợ chồng anh chị chui toàn vào trong phòng của mình rồi chốt chặt cửa lại tôi đã nằm trên giường thế nhưng mà ký ức của thằng cu xuống và ông bảy cứ thi nhau ùa về khiến cho vợ chồng anh chị không thể nào ngủ nổi chẳng biết bao lâu cả hai sợ đến đứng im khi nghe thấy tiếng thở phì phò bên ngoài cửa phòng là con quỷ trong hình hài của thằng cu Sún đã về anh chị cứ ngỡ con quỷ sẽ phá tung cánh cửa để lao ra sát hại hai người như đã từng làm với ông bảy thế nhưng mà một lát sau thì nó rời đi sáng sớm hôm sau khi mà mặt trời lên cao thì vợ chồng anh hải mới dám mở cửa bước ra ngoài những hình ảnh gây sợ khi mà chứng kiến con quỷ sát hại ông bảy làm cho anh hải thích sợ hãi không dám lại gần căn buồn của thằng bé Xem có nó ở đó hay không Vợ chồng ra ngoài ngõ Trong ngóng lão Tân Một lúc sau thì thấy lão Tân Và thằng sồi đi vào Chả hiểu sao mà vừa nhìn thấy lão Tân Thì nước mắt của chị Hiền cứ như vậy trào ra Có lẽ chỉ biết Giờ phút mẹ con của chị Phải lìa xa mãi mãi cũng đã đến Lão Tân lúc này khẽ hỏi Đêm qua hai người có thấy nó về không Chúng tôi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa phòng Nhưng mà nghe lời bác dặn chúng tôi không dám ra kiểm tra Cửa nhà tôi vẫn khóa thì không hiểu đêm qua nó thoát được bằng cách nào Lão tên nghe vậy thì gật gù bảo Tí nữa anh em tôi sẽ ra tay thu phục nó Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm Vợ chồng cô chú đứng ở đây canh gác Đừng cho ai đến bên trong Chuyện này không nên để cho nhiều người biết Vợ chồng của anh Hải chỉ biết gật đầu vâng dạ khi mà vào đến dân, lão tân đưa ra một bọc khá to cho thằng sổi chú đem bọc muối và gạo nếp rắc quanh nhà nhớ phải làm thật nhẹ nhàng tránh kinh động con quỷ nhé thằng sổi nhận lấy cái bọc kia từ tay của lão tân rồi thắc mắc em cứ tưởng trong cái bọc này có thứ gì quý lắm mà từ nãy đến giờ bác giấu khư khư gì chứ gạo nếp với muối nhà em đầy Sao không bảo em một câu, em xách sang thêm một bao để bắt quỷ cho xứng tay. Lão Tân liếc xéo thằng rồi một cái rồi giải thích. Mày đúng là cái loại ngu si khó đào tạo. Mày có biết cả ngày hôm qua tao vất vả thế nào mới luyện được đống muối và gạo nếp này không? Thế thì mới làm tổn thương con quỷ được chứ. Còn cái loại gạo nếp nhà mày chỉ đem mà thổi sôi thôi. Thế mặt của thằng rồi xì xuống Lão Tân để nói. Còn không mau bắt tay và làm luôn đi. Thế là thằng rồi cầm bọc gạo muối đem dài quanh nhà. Còn lão thân thì cầm một cuộn chỉ ngũ sắc đã được lão nhúng qua máu chó mực, quấn quanh chín vòng. Sau đầu đấy thì lão cười đắc ý, thiên la địa võng ta bày khắp nơi xem mày chạy đằng nào. Nói rồi cả hai đi vào trong nhà, thế căn nhà im phăng phắc lão thân chỉ hướng căn buồng của cu xuống rồi nói. Mày vào thám thính xem nó ở trong đó không? Sao bác không vào mà lại đẩy em? Mày ngu vậy? Ta phải đứng đây chặn đường thoát của nó cứ vào đi ban ngày nó ngủ không phải sợ thằng sồi kêu anh hải mở khóa ra rồi nó khét đầy cửa nhưng mà ai dè đột nhiên cánh cửa mở tung làm cho thằng sồi bị ngã nhào vào bên trong còn chưa kịp định thần thì cảm nhận được một lực rất mạnh lôi tuột đi trên mặt đất thằng sồi liền kêu ra cứu em với bác thân con quỷ tóm được em rồi nghe tiếng kêu thất thanh của lão thân lao vào trong phòng thì thấy thằng xuống đang kéo sành sạch thằng sồi trên mặt đất còn thằng sồi thì cố gắng dãy dụa thoát thân lão tân nhào tới ôm chân của thằng sồi mà kéo lại thả nó ra ngay thế nhưng mặc cho lão Tần quá táo thì thằng xuống vẫn cứ nắm chặt lấy tay của sồi định kéo vào bên trong lão Tần cũng chẳng vừa lão cũng chồng mông chồng tí lên mà kéo nó ngược ra ngoài thằng rồi lúc này chẳng khác gì một tội nhân chịu cảnh tứ mã phanh thây nó liền kêu lên oai oái đau quá ngày em sắp rụng rời ra thành từng mảnh rồi bắt tân hơi tiếng kêu cứu của thằng sồi làm cho lão tân điên lên lão hít một hơi thật sâu đình bồng sẽ lôi một phát cả thằng sồi và thằng sún ra bên ngoài thế nhưng mà ai dè lão vừa lấy hết sức kéo thật mạnh về phía sau thì thằng sún lại đột ngột buông tay thế là cả lão tân và thằng sồi ngã nhào về phía sau cái thân hình gầy nhẳng như que củi của lão Tân nằm chồng chơi trên mặt đất. Lợi dụng lúc đó thằng cu xuống chạy vọt ra bên ngoài. Nó định thoát thân, thế nhưng mà khi nó vừa dẫm phải đống gạo nếp được giải trên mặt đất và người thì chạm vào sợi dây ngũ sắc thì lập tức bị đánh bật người lại. Nó nằm lăn lộn trên mặt đất và rú lên một cách đầy đau đớn. Lão Tân nhân cơ hội đó nói như quát, mau giữ lấy nó nhanh lên. Thằng rồi nghe lão tân dục thì nhanh chóng tiến tới ôm chặt thằng xuống từ sau. Thằng Sốn bị tấn công cũng chẳng chịu thua. Nó gồng người rồi quật lên một cái khiến cho thằng sồi nằm ngửa xuống đất. Trong cơn thức giận, thằng cú xuống nhảy phát một cái rồi ngồi trồm hổm lên ngực của thằng sồi mà đưa những móng tay sắc nhọn của mình lên mà xiết. Thằng sồi cố gắng dãy rủa Lão Tân cũng bật dậy rồi nhanh chóng rút từ trong túi ra một lá bùa mà lão cũng đã chuẩn bị sẵn rồi dán lên chán của con quỷ lúc này con quỷ lăn đồng ra giấy ruộng đôi tay thằng tắp ôm chặt hai chân như thế đang bị trói nó đào đớn quằn quại miệng không ngừng kêu lên đầy thảm thiết hai mắt đỏ lòm nhìn về lão tân đầy giận dữ chị hiền toan lao đến ôm lấy con thì thấy tân liền quát cái nhà này đứng im đó Muốn chết hả? Con nhà chị chết rồi còn đâu? Đây là quỷ, là quỷ đã biết chưa? Chị Hiền quỳ sụp xuống đất mà khóc nấc lên. ngài ôm lấy vợ vỗ về. Lúc này lão Tân nhẹ giọng nói. Nhà anh chị nhìn nó một lần cuối đi. Nói đoạn thì lão Tân rút thành kiếm gỗ đâm một nhát xuyên qua người của thằng Sún. Nó liền rút lên một cái rồi nằm im thiên thít tuyệt nhiên kinh cơ thể của nó không chảy ra chút máu nào chỉ độ vài phút sau thì da thịt của nó bắt đầu thối giữa cơ thể của nó bốc lên một mùi hôi thối đem đến đem nó ra huyệt cũ mà chôn cho lá bùa này xuống theo vâng ạ lão tân nhìn sổi rồi quát thế không mau thu dọn đồ đi còn đứng đực ra đó làm gì thằng sồi quyệt vội dọn nước mắt rồi thu dọn ra về Nhìn cảnh vợ chồng của anh Hải khóc thương con như vậy Thì nó cũng không kìm được nước mắt Trước khi đi lão Tân còn dặn vợ chồng của anh Hải Chuyện này sống để bồm chết mang theo Muốn sống yên ở cái làng này thì đừng nói ra Và không thì cô chú tự hiểu Tôi cũng chỉ muốn tốt cho vợ chồng cô chú mà thôi Nói đoạn lão Tân và thằng sổi ra về Bác Tân ơi Làm thích thịt chó đi em thèm quá Thế hôm qua hốc đến nỗi bò lăn bò xoài mà nôn cả ra chưa chán à. Ngày nào em cũng uống được rượu thịt chó, giết thuốc nào là, là em còn khỏe. Chứ mà chán thịt chó thì em chỉ có sắp đi hầu tổ tiên thôi. Để hôm khác đi hôm nay tôi bận rồi. Thằng sồi nhìn lão thân cười một cách không thảo mai hơn rồi nói Em biết thừa, chắc lại sang nhà cô thơm chứ gì. Mà bác tính thì tính nhanh nên còn kịp. Em nghe nói lão huấn 9 năm dạo này á, hay mò sang nhà cô thơm mấy lắm đó chắc là cô ít định gì cũng nên nghe thằng rồi nói vậy lão tân như dường đứng lên rồi nói với giọng tức giận mạ cha cái thằng chín phẩy năm đánh hơi chó nghiệp vụ biết mò sang tận đây hả thế nhưng mà loại nó sao mà sánh ngang với tân này chứ em thơm không đời nào để ý đến cái thằng trộm chó trộm gà cái thằng thầy dởm đi đâu thằng rồi biếu môi rồi nói thì bác cũng trộm gà trộm chuối đi thôi khác mỗi với lão huấn ở chỗ là bác là thầy xịn nói đoạn thằng sồi cười như nấc nẻ làm cho lão tân tức sôi máu lên mở quát thôi về mẹ nó đi đồng minh chả giúp đếch gì cho nhau đứng đó mà cười lần sau thì chả có thịt chó mà hốc đâu biết lão tân giận mình cho nên thằng sồi liền hạ giọng em đùa tí làm gì mà bác căng hạ hỏa đi không giúp là không giúp thiên hào bác đi vắng em ở nhà lúc nào chẳng canh chừng cô thơm cho bác không thì làm sao em biết được cái thằng 9,5 nó mò qua tắn cô thơm. Hôm nọ em còn tháo mẹ nó hơi xe của nó. Em vứt cái run xe đi. Thế là hôm đó nó phải dắt bộ về đúng giữa trời chưa nắng, nhìn như là quân thất trận ý. Nghe đến đây thì lão Tân vừa cười vừa nói. Cho chết cái cái thằng giày dở mới đi. Ông là ông chấm thơm rồi nhá. Đừng có mà lén phén răng đây mà xí sớn không thì chết với ông. Rồi lão liền quay sang nói với thằng sồi. Chú cứ trông chừng cô Thơm cho anh Anh và cô Thơm thành đôi nhất định không quên ơn chú Thôi bây giờ về đi Mai thó coi con mụ béo nhà chú mét lòng rồi sang đây nhắm rượu Nói xong thì lão Tân với thằng sổi mỗi người một ngả mà về nhà nhau Thơm, em Thơm có nhà không nhỉ? Ở em Thơm ơi Tiếng gọi lão Tân đứng từ ngoài cổng gọi vào Cô Thơm đang đun nổi cám lợn tất tả chạy ra Vừa đi cô vừa nói Ai đi nghỉ? Cho bị trộm mà bắt rồi cứ vào tự nhiên đi. Lão Tân nghe tiếng người trong mộng thì liền vội vã đi vào. ấp à, bác Tân sang chơi À? Quý hóa cho nhà em quá. Bác lên nhà uống chén nước với cụ em em đang đun dở nồi cám. Thơm làm gì thì cứ tự nhiên làm tiếp đi. Tôi đứng đây cho mát được. Cậu Thơm liền cười rồi nói. Bác Tân khéo đùa thật đấy. Sẽ đang nắng thế này mà bác bảo đứng giữa sân cho mát. Lão Tân thấy mình nói hớ cho nên gãi đầu ngượng ngùng. Thường ngày thì lão hoàn ngôn chua hoa là vậy, mà chả hiểu sao đứng trước thơm thì lão cứ đỡ đẫn tâm trí. Tôi đi xa về có chút quà biếu bà cụ và thơm, thơm nhận cho tôi vui. Cô thơm nhận lấy quà từ tay của lão Tân rồi nói, bà khách sáo quá, lần nào sang chơi cũng quà cáp thế này làm cho em ngại lắm, nhưng mà thôi bác cho thì em xin, lần sau bác sang chơi là em vui rồi không cần quà cáp gì đâu lão tân bén lén nhìn cô thơm rồi nói thôi thơm bận thì làm đi có gì mai tân sang chơi nhé ờ thế bác vào uống nước nói chuyện với cụ em lão tân nghĩ bụng sang đây để ngắm em thơm chứ tâm chẳng đâu mà chuyện với cụ già thôi tôi phải về có gì mai tôi sang chơi nhé vâng ạ à, có gì bác về ạ à? mai rảnh sang chơi với em ngay đến đây thì lão tân như mở cờ trong bụng lão đinh ninh như đây là một lời hẹn hò giữa lão và cô thơm lão ra về mà trong lòng không khỏi bồn chồn như thể thằng thanh niên lần đầu hẹn hò gớm người ta bật đèn xanh cho như thế mà chả biết nghiện lại còn ngại chẳng lẽ lại để phận gái này tỏ tình trước hay sao cô thơm đứng đó nhìn theo bóng lão tân vừa cười vừa nói nhìn đang trách hờn khuôn mặt của cô dạng ngời như thể cô đang yêu xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo